Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6. Và em sẽ có trước tiên là một cái video khuyến mãi giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm đang được khuyến mãi sale up giá tốt cho video này anh chị nha. Em có son nè, mỹ phẩm nè, rồi nước hoa mini nè và một số cái mã mắt kính anh chị nha, cho anh chị mình săn sale ngày cuối tuần. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em thì đang có để ở trên màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và em vẫn đang áp dụng chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có cái cây son này là của thương hiệu YSL anh chị. Thương hiệu này thì khá là nổi tiếng rồi, đó là một trong những thương hiệu xa xỉ anh chị ha. Nhưng mà anh chị nhìn cái vỏ son kiểu này nè, mình search ra thử trên Google đó thì người ta ghi những cái sản phẩm này là từ những năm 80, tức là cái dòng vintage cổ điển á. Còn mình search cái son YSL thì thường thường bây giờ những cái sản phẩm mà vỏ kim loại như vậy á thì cái logo nó khác, nó không phải vậy ha. Logo này là logo cổ điển. Cây son này thì không có cái hộp giấy, nó chỉ có vỏ kim loại như vậy thôi. Thì cái vỏ kim loại nó không có được bảo vệ anh chị. Nó cũng có một số cái chỗ nó bị chày chày nhẹ nhẹ, nhưng mà tổng thể thì quá ok nha. Cây son nhìn rất là xinh, sang chảnh luôn. Ở dưới đáy thì người ta có dập cái chữ là YSL nè, Paris Made in Răng ha. Rồi cái màu của nó là ghi chữ là pha Levit gì đó, Lipstick. Màu số là 41521. Đó, sản phẩm này thì không có cái hộp, và lưu ý là cây này nó không có tem Nhật nha anh chị nha, không có tem Nhật. Rồi, sản phẩm bên trong thì dường như chưa có qua sử dụng, màu của nó là màu hồng. Không biết gọi tên chính xác của nó là màu hồng gì, nhưng mà cảm quan thì nó không phải là cái màu mà sến như là màu hồng cánh sen đâu anh chị, mà này giống như màu hồng mà bây giờ mình hay xài gọi là hồng san hô đó, tức là nó không phải là hồng tươi thiệt là tươi, nó sẽ có trầm xuống một chút và mình rất là dễ xài nha. Cái này là mình trang điểm vô là xài cái màu son này nó rất là ngọt ngào luôn đó, màu y hình luôn anh chị ha. Chưa có qua sử dụng đâu. Ở trên cái thân son chỗ này mình thấy một hai cái vết nho nhỏ này là kiểu người ta trưng bày đó anh chị, chứ không có phải là test trên tay gì hết trơn luôn nha, kiểu đụng nhẹ vô thôi á. Còn test là chưa có test luôn, và cũng chưa có qua sử dụng, không có chạm đầu, không có gì hết anh chị ha. Đó, màu hồng rất là xinh và màu y hình luôn nha anh chị. Cái này là em quay cận nhất nên anh chị thấy được cái màu ha. Tại vì dưới này em dịch mấy cái chữ này ra thì nó không có ghi là thực tế nó màu hồng gì, thì chỉ báo cho anh chị y hình nha. Cái này em bán cho mình với giá là 380.000. Anh chị chốt giùm em mã số là B1, giá là 380 anh chị ha. Hôm nay thì không có chương trình đồng giá, mỗi sản phẩm nó sẽ có cái giá khác nhau. B1 giá là 380.000. Mắt kính cũng vậy, cũng có những cái sản phẩm 100.000, trăm mấy, 200 mấy rồi đó, nhưng mà đa số là hàng sale. Mã B1 giá 380 cho cây son này. Em có một cái cây này cũng cái vỏ bên ngoài nó giống y chang cái cây hồi nãy luôn. Cái vỏ bên ngoài giống, nhưng cái vỏ này dường như nó cũ hơn cái kia, vỏ kia một chút nha. Ở dưới cái đá này người ta dập khác, ta dập là YSL này. Cũng mắt in răng luôn nha anh chị. Màu của nó sẽ là màu 52822. Đó, cái dòng màu ở trên đây nó sẽ khác nè. Rồi, cây này thì nó cũng có độ trầy ở bên ngoài ha. Sản phẩm này là cũng chưa có dấu hiệu sử dụng luôn. Màu của nó là màu đỏ cam, rất là tươi tắn luôn nha. Nhưng mà khi mà mình zoom kỹ vào cái thân son đó, anh chị sẽ thấy nó có kiểu như là để lâu á, thì cái mồ hôi á anh chị, nó sẽ tươm ra ở trên cái thân son đó. Cái này thì mình mua sử dụng thôi, mình mua tặng thì nó không phù hợp. Về các chị mình có thể vệ sinh lại cái bề mặt này, rồi sau đó mình sử dụng bình thường ha. Tại vì cái cây son này nó chưa có dấu hiệu sử dụng gì trơn, chưa có test luôn, cho nên là em không có xử lý cái này. Anh chị về mình dùng cái khăn ướt vậy thôi, các chị mình chỉ cần vệ sinh bỏ cái lớp bên ngoài là ok anh chị nha. Rồi, cây này thì chưa có qua sử dụng nhưng mà có vấn đề như vậy em có báo ha. Khi gửi cho anh chị thì mấy cái vỏ bề ngoài này kia là em lau chùi sạch sẽ cho mình trước khi gửi nha. Dành cho chị nào mà mình hay săn mỹ phẩm hàng si, còn nếu mà chị nào mình hơi kỹ tính thì mình không có mua những cái sản phẩm này, tại vì nó hàng si thì nó không vấn đề này, nó cũng vấn đề kia, phù hợp để mình xài thôi. Mà mình kiểu mình sưu tầm những cái sản phẩm mà nó cổ cổ nè, hoặc là những cái màu mà mình chưa có hay mình thích thì mình mua thôi anh chị ha. Đó, cây này do có chút xíu vấn đề em bán cho mình với giá là 220 cho cây son này. Anh chị chốt giùm em mã số là B2, giá là 220.000 nha. Mấy cây son này nếu mà mình mua hàng mới YSL anh chị nó không có giá rẻ đâu. Dior, YSL hay Chanel gì là giá tầm triệu mấy một cây son thôi, không có rẻ ha.
Nếu mà mình thích thì mình thể mua mấy cây này với giá tốt để mình coi cái màu đó đẹp không, chất son nó như nào, thì mình có thể mua những cái sản phẩm mà đắt tiền hơn vào những đợt sau nha anh chị. Mã B2 giá 220 ngàn. Em còn một cây son này ghi chữ là Christian Dior, cây này thì còn hộp giấy nè. Cái mã hộp giấy này hôm trước em có bán mấy cây rồi đó anh chị. Này, hộp giấy màu xanh ha, chỗ này nó có tem Nhật nhưng mà cái chữ Nhật nó bị mờ đi hết rồi. Nó cũng lâu rồi. 3,5 gram, cái mà cái ngoài hộp thì ghi là 656 nè. Em coi bên trong có đúng là cây 656 không nha. Rồi đúng luôn, cái hộp này là của nó luôn nha anh chị. Cây son bên trong rất là đẹp. Đấy, cái mẫu son xịn cực kỳ anh chị ha. Cây này thì còn hộp giấy, sản phẩm bên trong như vậy, để coi có sử dụng chưa. Cây này là có chạm đầu rồi. Nè, có chạm đầu rồi nha anh chị. Màu này là màu kiểu màu đỏ đỏ đô á, nhưng mà cô không có trầm quá. Màu này cũng rất là dễ, kiểu như cỡ em 30 ba mấy tuổi vẫn xài được màu này. Mình trang điểm lên mình xài cái màu này nhìn nó tươi á, nó trắng lên. Nè ha, màu đỏ nha anh chị, tông màu đỏ, đỏ đỏ đô, đỏ san hô đó. Nó không có tươi quá nhưng mà nó cũng không phải là trầm đậm quá. Nhưng mà điều cây này nó có chạm đầu rồi nha. Cây này hôm trước hình như em làm bán 420 hay 450 gì đó và em sale cho anh chị với giá là 390 nha. 390 ngàn cho cây Dior này. Anh chị chốt giùm em mã số là B3 giá 390. Em còn có mấy cây thôi anh chị. Rồi em sale luôn ha. Đợt lâu lâu em có cái đợt mỹ phẩm thôi chứ cũng không có thường xuyên có. Đợt nào mà em thấy hàng mà độ mới nó còn cao rồi giá tốt thì em mới săn về cho anh chị mình thôi. Để coi son, ơi son em còn cây nào không? Con cây này là của Ro Nu lăn cơm. Lăn cơm này cái màu nó hơi khó xài nha. Đây, cây này của lăn cơm nè anh chị. Màu này thì ghi chữ là màu 06, màu Ro Nu matte in răng ha. Lăn cơm Paris, cây này là phút này là dạng full size đó anh chị, không có tem Nhật nha. Cây bên trong nè, cái chỗ này là có cái bông hoa hồng là đặc trưng là cái logo của lăn cơm á. Cây này full size nha nhưng mà người ta có xài rồi và cái màu nó cũng là dạng màu màu da. Đó, cây này có xài rồi, chị nào mà có làm trong mấy ngành trang điểm, đồ make up đồ đó hoặc là mình thích đó thì mình có thể sử dụng như là cái son lót hoặc là mình có thể sử dụng khi mà mình có những cái tông make up tây tây á anh chị thì cái màu này nó hợp nha. Lưu ý là cây son này nó có sử dụng rồi nhưng mà còn nhiều ha, nhưng mà sử dụng rồi chứ không có mới. Mấy này hổm em bán combo đó anh chị nhưng mà có vẻ combo thì anh chị khó mua cho nên là em tách lẻ ra em bán từng cái nha. Cái này em bán cho mình với giá là 190 ngàn, hàng của Lăng Cơm. Chị nào có xài màu này thì mình chốt giùm em ha. 190, chốt giùm em mã số là B4 nha. Anh chị vui lòng mình chốt theo mã số giùm em là được nha. Cái mình chụp hình em cũng khó kiếm anh chị. Chốt mã số là nhanh nhất, không có bị nhầm. Mã của nó sẽ là B4, giá là 190 ngàn, mã B4. Rồi, em có cái cây son này ghi chữ là Water Lip 10, là nghĩa là son đó anh chị, có tem Nhật nè, cái tông của nó là tông màu hồng nha. Rồi, để em coi. Đó, cái tông màu hồng ha, cái này là son nước màu số 04. Ở bên trong nó là như vậy. Em test thử ra đây coi. Này, nó kiểu như cái màu màu đậm ha. Này, cái tông của nó đậm như vậy nè anh chị. Cái này là sao ta? À, nó là như vậy nè. Đó, khi mà mình thoa một lớp hai lớp thì nó cũng mỏng mỏng thôi, nó không có đậm đâu. Rồi nó lì nha. Sau khi mà cái lớp nước bên ngoài nó khô lại thì nó sẽ là rất là lì ha. Đây, nó cực kỳ lì luôn. Nhưng mà cây son này cũng xài rồi, nó còn nhiêu đây nè anh chị. Nó còn tới đây thôi. Cái này em bán cho mình 150 nha. Còn tem Nhật đồ nào, 150, chị nào có thích xài thử thì mình xài. 150, mã số là B5. B5 giá 150. Video này thì em không có lên túi nha anh chị, em có mới về một ít cái túi mới về luôn, hàng đẹp lắm nhưng mà giá cũng tốt, da bò. Thì nếu kịp thì em sẽ lên video tối nay cho anh chị mình săn sale luôn nha, giá tốt lắm, vài trăm ngàn thôi. Mã B5 giá 150 cho cây son này. Em có cây này của Givenchy, cây này là cũng hàng si luôn. Cây Givenchy cái hiệu này thì nó đắt dữ lắm nè anh chị nha, nhưng mà cây này thì có xài rồi, hiệu Givenchy. Cái son đẹp ghê anh chị ha, cái son nhìn sang chảnh liền luôn. Ở dưới này người ta dập cái màu là màu số 11 Ro Givenchy Paris Made in Răng. Cái này 3,5 gram thôi. Mở là như vậy.
Đó, trên cái cây này thì người ta dập chữ ghi bình chi nè, cái chỗ này đẹp nha. Nhưng mà cây son này á, thì cây son này là chưa chưa có xài, chưa có dấu hiệu xài, nhưng mà nó bị chạm đầu, nó dính bụi ha, chạm đầu và dính bụi, mình về mình vệ sinh cái bề mặt bên ngoài. Màu này cũng giống như là cái cây lăn cơm lúc nãy, nó cũng sẽ khó để sử dụng. Mình chủ yếu là mình làm cái son lót thôi, hoặc là chị nào mà mình thích cái tông nó cái tông theo hơi hướng là tây tây á, thì mình mới xài những cái màu mà nó da da như vậy nha. Cái này nó da hồng da nhạt. Đó, cây ghi bình chi này em bán cho mình với giá là 190 ngàn. Đó, mấy son này thì là hàng xịn nha anh chị, nhưng mà tại cái tông màu nó hơi hơi kén thôi. 190, mã số là B6. Giá của cây này là 190 ngàn, mã B6. Em định bữa nay lên áo đó anh chị, mà em chưa có soạn cái size xong. Mã B6 với 190. Áo em mới về, áo sơ mi á, em mới về một số cái size nhỏ. Có size nhỏ xíu, size S á, có size lớn nữa, có size 2 chữ L, tức nghĩa là 43 44 đó. Rồi để em soạn kịp thì em lên, không kịp thì ngày mai anh chị nha. Em dự định là tối nay sẽ lên túi đó. Để kịp thì em sẽ lên luôn. Rồi, em có cây này là của hiệu gì? Full Color Made in USA, à Estée Lauder. Estée Lauder nha anh chị. Màu của nó là màu Crystal Brown Cycle gì đó, màu BB 301, sản xuất tại Mỹ nha. Thương hiệu này thì của Mỹ đó anh chị. Rồi, hiệu này của Mỹ ha. Cây này thì đây Estée Lauder, cái vỏ bên ngoài bị trầy nha. Có bị trầy nhiều. Cái này nó có thêm cái gương cho mình, những cái tủ ha. Rồi, sản phẩm bên trong là có xài rồi, nhưng mà nó còn rất là nhiều. Cây này mini size nhưng mà anh chị thấy son còn quá trời. Đó, có xài rồi nha anh chị. Cái đầu nó bóng nữa nè. Đó, cho nên là xài rồi nha. Đó, thì mình về mình vệ sinh cái bề mặt là mình sử dụng thôi. Cái màu này á thì mình có thể xài riêng một mình cho những cái tông mắt cấp tây ha. Còn không thì mình xài như cái son lót. Những cái này để có dưỡng hết. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 200. Cây Estée Lauder. Hiệu này thì không có xa lạ gì anh chị nha. 200 ngàn. Giá nó cao lắm. Hiệu này của Mỹ. Một cái bộ dưỡng da của hiệu này không là mấy triệu á anh chị. Mắc lắm. Nhờ cây son này thì hàng si á anh chị. 200 ngàn. Mình có thể mua xài thử coi cái chất son nó như thế nào. Mã B7 giá 200. Estée Lauder thì em đang còn một cái sản phẩm này là cái hộp phấn nè. Em có chụp hình hồi trưa đó. Estée Lauder. Phía sau lưng nó có mã số mà anh chị search cái này ra được nè. Mình ghi chữ Estée Lauder cái xong cái 1J5T-06 là nó sẽ ra đúng cái sản phẩm này cho mình luôn. Và ở trên eBay á thì người ta còn đang bán với giá là 2 triệu mấy cho cái hộp này lận. Tức nghĩa là họ sẽ có một số cái đợt á, người ta sẽ cho ra mắt những cái bộ nhỏ nhỏ mini như vậy, và phấn làm thường gặp nhất nha. Thì nó cũng mình gọi là giới hạn thì nó cũng không phải là quá giới hạn anh chị, tại vì họ cũng định kỳ họ họ ra những cái sản phẩm mini như vậy, nhưng mà mỗi lần á, thì cái vỏ hộp á, thì nó sẽ có cái kiểu dáng nó khác nhau, mình cũng có thể sưu tầm được ha. Nó không phải là quá hiếm đâu, không phải là quá hiếm những cái dòng mini của Estée Lauder, nhưng mà cái vỏ hộp thì mỗi lần mình gặp nó sẽ khác nhau hết. Cái này thì còn cái hộp giấy nè, còn cái sổ của Estée Lauder này ha. Rồi còn cái túi nhung này, cái túi nhung đựng màu xanh nha. Cái sản phẩm bên trong đó thì nó sẽ là cái hộp phấn mà rất đẹp, cầm nặng chịu chịu luôn. Hộp phấn này thì trên đây người ta có đính hạt đá, nhưng mà nó bị mất hết hai hạt đá nè anh chị ha. Nhưng mà mình xài mình biết thôi, cũng không ai để ý tới hộp phấn mình mất hai hạt đá đâu, mà quá đẹp luôn anh chị, màu vàng ống luôn. Phía sau lưng này thì nó có cái tem Nhật nè, tem Nhật, cái tên của nó là tên Lucidity Border, mình Estée Lauder Lucidity, hoặc là cái mã số lúc nãy em đọc quá là ok. Cái này bật lên như vậy, bật là nhấn cái nút tròn này nè, nhỏ xíu à nha anh chị. Đó, bên trong này còn cái gương nha, có cái gương nè, mà cầm cái hộp nặng lắm. Chỗ này ghi chữ Estée Lauder, còn cái bông phấn của Estée Lauder chưa xài. Rồi nó sẽ còn một cái lớp cái màng á, cái gì, cái miếng siêu á, thì bảo vệ cho cái phấn này, và phấn chưa xài, phấn màu này là màu cũng tự nhiên đó, không có bị trắng quá đâu, rất là dễ sử dụng luôn. Cái này mình bỏ túi xách là quá đẹp luôn, đẹp lắm, độc đáo lắm. Và cái sản phẩm này á, về cái phấn á, cái sản phẩm phấn á, thì nó được Made in USA, hiệu này của Mỹ á, anh chị. Made in USA cho cái phấn. Cái vỏ hộp á thì Made in China nha, vỏ hộp thì Made in China, còn cái
nguyên cái sản phẩm này á, là do cái người ta nhập khẩu về Nhật và bán ở thị trường của Nhật, cho nên nó mới có cái tem Nhật như đây nha anh chị. Rồi cái này thì em bán cho mình với giá là 500 ngàn, anh chị chốt giùm em mã số là B8, giá là 500. B8 giá 500. Mấy này là lâu lâu mình thấy lạ lạ độc độc thì mình mua mình vừa sưu tầm mình vừa xài đó anh chị. 500 ngàn thay vì mình bỏ ra 2-3 triệu để mình mua. 2-3 triệu là trên eBay á. Chứ còn mới á thì em không biết giá nhiêu tại vì em sợ hàng cũ. Mã B8 giá 500. Tiếp tục. Tiếp tục là em có cái gì đây? Vài cái mỹ phẩm cho hết mỹ phẩm đem qua nước hoa mini nha. Đây em có một cái hộp Dior. Dior này cái hộp nó hơi trầy. Hộp này màu xanh dương với sau lưng là người ta có tem Nhật hẳn hoi cho mình ha. Đây có tem Nhật đây, Christian Dior. Đấy. Rồi răng đồ tùm lum hết trơn. Cái này nằm đây. Mở sao ta? Đây à, cái này vô. Đó. Cái này là một cái set son. Son và mình có thể làm màu mắt được luôn, nhưng mà hai cái cây này là son ha. Rồi nó có cái cọ này người ta cũng sử dụng rồi nha anh chị, bộ này có sử dụng rồi. Em bán cho mình với giá là 150. Mấy màu này dễ xài. 150, mã số là B9 nha. B9 giá là 150 cho cái hộp này. B9 này, 150. Rồi tiếp tục. Dior. Em có hộp này, để khi gửi cho anh chị thì em lau sơ sơ không biết nó ra không nữa, nó có trầy nha. Nó có trầy hơn hộp kia nữa. Phía sau cũng có tem Nhật bên chị ha. Rồi cái sản phẩm bên trong là gì? Nó cũng giống bộ kia nhưng cái màu của nó sẽ tươi hơn. Màu tươi hơn và cái trên bề mặt của cái này nè. Nó bị kiểu như là cái chị này là chỉ chắc có không không có kỹ á, xong cái khi mà chỉ chuốt cái viết chì đen hay gì đó anh chị mà mình để gần này đó thì nó sẽ có mấy cái bột bột đen đen nè. Đó, mình về mình lấy cái khăn ướt mình lau qua cái là hết cái bề mặt đó thôi. Còn cây cọ là chưa sử dụng luôn ha. Trên đây có mấy cái bảng mắt nè, dưới này là có hai cái bảng son nha anh chị. Bộ này thì em bán cho mình với giá là 200. Chốt giùm em mã số là B10, giá 200 ngàn. Bộ này thì dường như chưa xài đó, nhưng cái hộp thì nó hơi 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 bị trầy. Mã B10 giá 200. Bán lẻ lẻ như vậy anh chị dễ mua hơn là so với em gom combo ha. Nhiều khi mình thích cái món này mà mình không thích cái món kia. Nhưng mà anh chị biết sao em hay gom combo không? Thứ nhất là gom combo mình mới có thể bán giá rẻ nhiều được. Thứ hai là mỗi cái sản phẩm nó nhỏ 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 anh chị, thì khi em gói hàng á thì nó sẽ tốn thêm rất là nhiều cái hộp rồi này kia nữa, thì em không có thể bán rẻ được cho mình nhiều á, nên là em hay gom combo. Nhưng mà sau nhiều lần rút kinh nghiệm thì em thấy gom combo hơi khó để anh chị chốt đơn. Ví dụ như túi ví rồi thì dễ hơn ha, còn mấy hàng này thì có cái mình cần cái mình không cần. Rồi một hộp này của Christian Dior chữ CD nha, Dior đó, mình đọc Dior nghe nó sang chảnh ha, còn mình hay đọc là Dior đó anh chị, vậy cho nó dễ ha. Cái hộp này thì không có tem Nhật nha anh chị, nó chỉ có tem tiếng của nước ngoài, tiếng Anh thôi, của Dior thôi. Này là gì? Lighting là gì? Coi này nó là gì? Đây là một hộp bộ phấn phủ. À phấn gì? Không phải phấn phủ, nói nhầm. Phấn phấn mắt anh chị, có 4 ô phấn mắt, có cái ô trắng này là kiểu mình đánh highlight đó. Cái cọ thì nó hơi xấu một đầu nha, một đầu thài và ok. Rồi, cái này em bán cho mình 200. Chốt giùm em mã số là B11, giá 200 ngàn. Mã B11 nha. Anh nào mà mình không có coi mỹ phẩm thì mình có thể kéo khúc sau em bán mắt kính đó anh chị. B11 giá 200. Rồi tiếp tục. Phấn mắt nữa nè, phấn mắt này của Lancôme Cơm. Hộp này thì nó hơi cũ cái phần hộp nha. Sau lưng là cái tiếng Anh ha, không có tiếng Nhật nha. Rồi, hộp này đẹp lắm. Hộp này thì có chạm người ta có xài một số màu thôi, còn lại người ta không có xài. Mấy mấy cái màu mà hay xài đó, ví dụ như màu này nè, màu này nè, màu này xài nhiều nhất nè, đó. Thì mấy cái màu đó người ta xài rồi. Cái này mình lau cái bề mặt sơ tại vì cái bụi phấn anh chị. Còn lại là ok nha. Mấy cái màu này thì dường như là còn rất là nhiều. Rồi cái bộ lăn cơm, cái hộp lăn cơm này em cũng bán cho mình 200. Chốt giùm em mã số là B2, B mấy đó? B12, giá 200 ngàn nha. Mã B12 anh chị. B12 giá 200. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là em có mấy cái Chanel. Chanel này là gì đây? Hộp đẹp nha. À, hộp này hình như là phấn mắt đó.
Không có tem Nhật anh chị ha, có mã code nè, không có tem Nhật. Cái hộp đẹp quá chừng luôn, cái hộp này bỏ trong túi xách là vừa mà nó đẹp nữa. Có cái gương ở đây nữa ha, mất cái cây trời cây chì cây cọ rồi, mất cây cọ rồi. Nội cái miếng này nó cũng có dập chữ Chanel nữa nè, lưu ý là cái này nó không có cái tem Nhật nha anh chị. Màu này cũng dễ xài lắm, mấy cái màu này rất là dễ xài nha. Đó, người ta có xài rồi nha anh chị, mình về mình lấy cây cọ của mình xài giùm em nha. Mình thấy chút xíu vậy đó mình là xài lâu lắm, tại vì cái màu mắt mình đâu có xài nhiều đâu, chỉ hơi hơi ít ít thôi. Rồi cái này mất cây cọ luôn, em bán cho mình giá của nó sẽ là 170 ha, mất cây cọ rồi. Còn cây cọ thì có tầm 200 220, cái này mất cây cọ bán 170. Mã số của nó sẽ là B13. B13 giá 170 cho cây này. Bữa nay chủ nhật cho nên là em tranh thủ lên hàng sale anh chị, qua tuần em lên hàng mới tiếp ha. B13 giá 170. Cái hộp này giống cái hộp kia nè, để coi cái bên trong nó là gì. Hộp này nó cũng không có tem Nhật nha. Bên trong nó là cũng là bảng màu mắt nha anh chị. Bảng màu mắt này thì bảng màu mắt này á, thì ánh nhũ nhiều, nó nhũ nhiều hơn cái kia, nhưng mà mấy màu này cũng dễ xài lắm. Còn cây cọ nha, cái bộ này đã xài rồi nha anh chị. Em bán cái này cho mình với giá 200. Bộ này 200, còn cây cọ ha. 200. Mỗi một bộ á nó đều là màu khác nhau hết anh chị. Ví dụ như mình có làm mà makeup hoặc là kể cả mình xài cá nhân nữa, các chị mình có thể mua vài bộ vậy để mà mình có bữa mình thích đánh màu này, có bữa mình thích đánh màu kia. Phụ nữ mà có hôm thì vui, có hôm thì buồn ha, đánh màu mắt là cũng thể hiện ha tâm trạng. Mã là B14 giá 200. Rồi. Cái này cũng là màu mắt luôn, cũng là Chanel luôn mà nó cũng không có cái tem Nhật. Bộ này màu cũng đẹp luôn, nó mất cái miếng tem ở trên rồi, nó còn cây cọ nha, còn rất là nhiều luôn. Bộ này nhũ nè, mà nhũ đẹp lắm, mình vệ sinh bề mặt sơ là mình xài ok. Rồi, bộ này em cũng bán cho mình 200. Chốt giùm em mã số là B15 giá 200 ngàn. B15 giá 200. Rồi. Tiếp theo. Mấy này hôm trước em bán combo á, mà dường như combo anh chị khó mua nên thôi em tách lẻ ra em bán luôn. Made in Japan, cái này là hàng Nhật. Hiệu là Suwu, hiệu nè. Rồi hiệu, ví dụ như mình không thấy tiếng Nhật cái em cứ nghĩ cái Suwu này là hàng Hàn Quốc không á. Rồi nhưng mà nó made in Japan nha anh chị ơi. Mã số gì 2004 là gì không biết. Kiểu như một cái thương hiệu liên danh đó anh chị, gì mà London, Japan gì quá chừng nè. Rồi. Cái hộp này đây. Cái hộp đẹp quá anh chị ha, hộp nhìn sang chảnh ghê luôn. Đây, bên trong là bộ màu mắt nha, bốn cái màu mắt như vậy. Bộ này đẹp quá. Màu rất đẹp và cái bộ mắt này nó nhiều quá anh chị. Nó còn cây cọ hai đầu luôn ha. Quá đẹp, có xài rồi nha anh chị ơi. Bộ này em bán cho mình với giá là 250. Chốt giùm em mã là B16, giá 250 cho cái bộ này. Mã B16. 250. Em không biết là người ta bán giá mới nhiêu đâu anh chị ơi, nhưng mà mấy này là hàng hàng Pháp, hàng Ý, hàng Nhật đồ không à, thì mình cũng khỏi phải lăn tăn ha, cũng rất là vip. Em có cái này của Chanel nhưng mà điều cái này nguyên hộp ba cây son, em sẽ tách lẻ ra em bán cho các chị mình dễ mua nha, không bán riêng ba cây đâu. Chị nào thôi cái hộp này nó cũng xấu à, bán lẻ ha, bán lẻ từng cây nha, nó còn nguyên hộp đó nhưng mà cái hộp nó không đẹp mấy. Rồi từng cây đi. Cây son của Chanel. Cái này màu số 55. Chanel Paris 3.5 gam nha, còn hộp giấy nhưng mà cái hộp giấy này nó cũng cũ luôn. Cái này nó bung siêu hết rồi nha anh chị, kiểu còn cái hộp thôi chứ nó không có còn siêu nha. Đấy, Chanel nè. Cái hộp này ghi số cái hộp á thì ghi số 55. Cái bên trong thì ghi 72, cái hộp này không phải của nó anh chị, nhưng mà em vẫn giao cái hộp này cho anh chị nha. Rồi, ở trong cái màu của cây son ghi số 72 nè, mã code đây. Cái này á, thì không có thấy tem Nhật ha. Không có tem Nhật. Đấy, của Chanel, cây son rất là đẹp. Cái này là màu đỏ. Trời đẹp quá. Cái này bị chạm đầu thôi anh chị, chứ dường như chưa xài đâu, bị chạm đầu nè, anh chị thấy bên này người ta còn nguyên không? Nhưng mà nó có chạm một hai điểm nha. Đó, đẹp lắm, cái này màu đỏ dạng như đỏ thuần á. Đỏ thuần này các chị mình kiểu gợi cảm ha, thì mình hay thích xài màu đỏ đó, hoặc là mình đi tiệc đồ đó thì mình xài cái này. Cái Chanel, Chanel là cái son
son thổi Chanel thì nó kiểu có dưỡng anh chị, nó không phải là son khô như là cái son mà mình thường hay hay xài là son mát á, hoặc là 3CE đó ha, là nó sẽ khô, nó khô nứt môi anh chị. Còn cái son Chanel thì nó sẽ có độ dưỡng cho mình nha, nó là son thổi có độ dưỡng, có độ lì, nhưng mà nó cũng không phải là bám cứng ngắc mà là nó có dưỡng nhẹ nhẹ đó, mình đánh lên thì nó mướt rượt à, nó không phải như nhung nhưng mà nó mướt rượt luôn. Rồi cây này màu đỏ ha, bình thường mấy cây này em bán là phải có 450 nha, và hôm nay em sale cho mình với giá là 390.000 cây Chanel. Và lưu ý là cây này cái hộp không phải của nó chạm đầu chút thôi chứ dường như chưa xài. Mã số là B17, giá 390.000. B17 390. Mình mua mấy cây son mà không có hiệu gì trơn rồi, nó đã là 350 rồi rồi chứ đâu có rẻ đâu. Còn mua son VIP á, thì nó tầm triệu mấy, 2 triệu mấy. Mã B17 giá 390.000. Cây này à, em thấy số 03 nè, cây này cũng số 03 luôn, để coi bên trong nó có giống nhau không. Cây này cũng còn hộp nhưng mà đã có bóc siêu rồi nha, còn cái hộp thôi chứ nó không có phải là full chưa chưa tháo siêu. À, cái hộp thì nó cũng giống cái hộp kia, cái vỏ son á, nó cũng giống cái vỏ son kia. Cái son này nó quá đẹp, cái bên ngoài nó rất là đẹp, made in răng nha, màu số 03. Cái hộp này, cái hộp giấy này đúng là của nó luôn. Cái son này á, thì dường như chưa xài. Ôi đẹp lắm. Cái này là màu hồng nè, màu hồng giống cây quả eo á, màu hồng dạng như hồng san hô. Nó có chạm đầu này kiểu như là cái khăn nó chạm vô, cái tay chạm nhẹ vô á, chứ không phải là người ta đánh đâu. Chưa thử chưa test luôn mà hồng san hô luôn ha. Rồi cây này của Chanel em bán cây này với giá là 395. Anh chị chốt giùm em cây này mã số 0, màu 03 nha, 395.000, mà mã số B18. Để em coi cây còn lại nó có giống không. Cây còn lại này à, không, cây còn lại này phải đi mã khác. Rồi cái này là B18, giá là 395 cho cây son này của Chanel. Lưu ý cây nào mà có tem Nhật thì em báo, cái nào không có tem Nhật thì em sẽ báo ha. Và hàng nó về chung một lượt anh chị, nhưng mà có cây có cây không. Rồi cây này nó cũng là 03 luôn, nó giống cái màu lúc nãy luôn, cũng còn hộp luôn nha anh chị. Cái thiết kế vỏ đồ mọi thứ y chang. Cái vỏ này là dường như chưa xài luôn đó, đẹp lắm. Ồ, cái tông màu đẹp ghê ha, nó có ánh, nhìn nó mướt lắm. Nhìn cái son là mình biết hàng xịn này. Rồi cái sản phẩm này thì chưa có qua sử dụng, nó cũng giống cây kia tông màu hồng, nhưng mà anh chị thấy trên thân son nó có hộp hộp không, thấy giống như cây hồi nãy của QSL cũng có một cây giống vậy đó, thì kiểu như nó để lâu thì nó bị tơm mồ hôi á anh chị. Thì cái này mình về mình có thể sử dụng khăn ướt hay là cái bông tẩy trang của mình á, thì mình có thể lau một lượt qua cái bề mặt để cho vệ sinh hết cái này, thì mình còn lại mình sử dụng cây son ha. Lưu ý là cây này nếu mình mua tặng thì nó không hợp rồi, do nó có vấn đề chút xíu như vậy, còn cái hộp là quá đẹp luôn. Em bán cho mình cây này với giá là 250 nha, 250. Chị nào mình không quan trọng mình có thể xử lý được, mình lấy cây này là nó rẻ. 250, chốt giùm em mã số của nó sẽ là B19. B19 giá 250. Cái màu thì nó giống cây kia nhưng mà nó không hoàn hảo như cây kia, thì giá nó rẻ hơn, thì bắt buộc là nó phải có vấn đề này vấn đề kia anh chị ha. Và 250 thôi, mã B19. Rồi, mỹ phẩm là dường như hết đó. Em còn hai cây cọ. Cọ này là cọ để mình tán phấn phủ hoặc là mình tán má hồng. Cây này là của Agin nha. Cái vỏ hộp bên ngoài là nó bằng kim loại rất là xinh. Cọ này không biết mua ngoài nhiêu anh chị ơi, em không có xài này. Đó, thì cây cọ hàng xịn thì em cứ bán theo giá em mua thôi. Nó cũng rất là tiện ha. Này, cái này chưa xài đâu, mới. Rồi, cái này em sale cho mình với giá 150 nha. À, em hình như đang bán 180 gì đó. Em sale cho mình 150 cho cây Agin. Chốt giùm em mã số là B20. Giá là 150. À, cái anh mình hỏi em mấy cái măng xếp nhờ kẹp cà vạt đồ đó anh chị, em sắp về rồi, chắc có thể tuần sau nó về tới á. Mã B20 giá 150. Rồi, cây này của Dior cũng là cây cọ luôn, Christian Dior, tông màu vàng ha, xinh ha. Này khi gỡ ra thì anh chị thấy nó bị xước keo á. Đáng lý cái keo này nó dính với cái đây nè. Nhưng mình về mình thấy chấm miếng keo 502 mình đẩy vô ha là xong. Rồi, cái đầu nó nằm đây. Rồi, nó cũng giống cái kia vậy để mình tán phấn anh chị. Rồi, đây lại. Thì cây này nó hơi hơi xước keo chút xíu, em bán cho mình 130 ngàn, chốt giùm em mã số B21. Rồi, xong cái phần phần gì đó, phần mỹ phẩm rồi nha. Hết mỹ phẩm đó anh chị, em còn mấy món vậy đó.
Rồi sau đây là một số cái sản phẩm nước hoa mini. Nước hoa full size thì hồi tối em giới thiệu rồi, em còn có mấy chai à, khách chốt cũng như gần hết rồi, còn một hai món gì thôi. Còn bây giờ là nước hoa mini nha, mấy này thì hôm trước em bán combo đó, thì có vẻ là anh chị khó mua, cho nên là em sẽ giới thiệu lẻ từng cái nha. Anh chị nào muốn mua lẻ thì mình mua lẻ ha. Rồi em có cái chai này của Nina Ricci. Nina Ricci này còn hợp luôn màu đỏ. Nina Ricci thì nó nhiều màu lắm, có màu trắng là màu màu vàng là hay gặp nhất nhé, màu đỏ, màu cam nữa. Cái này còn chút xíu à, còn có nhiêu đây à, mình về mình xài hết này, mình lấy cái chai này dạng xịt đó anh chị, mình lấy cái chai này mai mốt mình chiết, mình mua đúng Nina Ricci mà chai bự về mình chiết bỏ túi xách đồ cũng ok ha. Rồi chai này còn ít thôi, của Nina Ricci em bán chai này cho mình trăm 100.000 chốt giùm em. Mình có thể vừa lấy cái chai, mình vừa xài thử mùi, nếu mà các cô nào mình không xài á, chưa từng xài đó. Còn còn về mùi hương của Nina Ricci á, thì nó sẽ là mùi hương vintage cổ điển nhưng không quá nồng. Kiểu như cô nào mà mình thích cái nhẹ nhàng tình cảm thôi, nhưng mà hơi lớn tuổi nha, phải phải trung niên trở lên nha, bốn mấy trở lên, mà mình không thích nồng nàn quá như cái Tabu đồ này kia nồng hơn. Nina Ricci nó nhẹ nhàng hơn, màu hương mà hương hoa đó thì nó cũng lưu hương rất là lâu. Mùi hương này của Pháp này bán nhiêu? 100.000, mã số là B22. Đa số là mùi hương nước hoa hàng si, là đa số anh chị sẽ gặp mấy cái mùi vintage cổ điển thôi, kiếm mùi trẻ nó hơi khó anh chị. B22 giá 100. Rồi em có cái chai này của Christian Dior nè, quá đẹp. Chai này chai nhỏ nha, made in gì đó ở dưới nè, trời đẹp lắm, dạng xịt luôn chứ. Cái này hả, mua xài hết là lấy cái chai luôn. Dior này mùi hương sang sang ha, và nó đậm hơn so với Nina Ricci. Cô nào đã xài Nina Ricci rồi là mình lưu ý cái chai này nó đậm hơn, mùi hương nó sang hơn, tông mùi của nó cũng là mùi cổ điển nhưng mà cái tông hương nó khác biệt liền đó. Mùi Dior thì nó xịn hơn anh chị, cái chai này nó xịn hơn và nước hoa nó còn nhiều lắm, nước hoa nó còn tới đây. Rồi chai này để coi mấy ml không có ghi nha anh chị ơi, em đoán tầm cái này có khoảng 19 20 ml gì đó, mà nó còn nhiêu đây thì nó rơi khoảng cỡ 15 14 15 ml ha. Rồi Dior này mã số của nó sẽ là B23, em bán cho mình với giá là 220. Mã B23 giá 220. Cô nào chị nào mà mình chưa có xài mấy cái này để mình mua mấy cái bảng mà nhỏ nhỏ như vậy đó, hoặc là nó còn ít giá tốt á, mua mình xài thử mùi anh chị. Rồi sau đó mình thấy hợp với mình thì mình đã mua chai lớn. Tại vì chai lớn mấy cái này á, nào em bán hàng si không là nó cũng đã 800 900 không rồi, nó không có rẻ. Còn mà mình mua hàng mới là nó mắc lắm, mà kể cả cũng khó mà kiếm được mấy cái hàng mà cổ điển như vậy á. Nè cái này thơm dữ dội luôn nè, cái này là Chanel Coco, hôm qua em có một cái chai nhỏ đó. Chai này thì cái bản size này nó là 15 ml nhưng mà nó còn ít nha. Nhưng mà anh chị nhìn cái màu nước hoa là mình biết nó đậm đà cỡ nào rồi. Chai này là dạng chấm chiết anh chị. Ngay ngay cái cổ chai này em ngửi thôi là em thấy nó quá thơm luôn. Chanel Coco hôm qua hôm kia gì em có một chai lớn với một chai nhỏ rồi mà hết trơn rồi. Bây giờ em thấy có còn một cái chai này. Chai này thì nó còn ít nha, nhưng mà rất đậm luôn. Mỗi lần anh chị chấm giùm em một chấm, hai chấm thôi, đừng chấm nhiều quá thì nó nồng dữ lắm nha. Perfume á anh chị, quá nồng nàn luôn. Và lưu ý là khi mình xài áo trắng đồ này kia là mình cẩn thận với mấy nước hoa này, tại vì màu nó đậm. Rồi chị nào cô nào mà mình muốn thử cái mùi này cũng là lớn tuổi ha, cỡ khoảng bốn mấy 50, 50 mấy là mình xài được cái mùi này. Và lưu ý chấm ít thôi nha anh chị ơi, đừng chấm nhiều nha. Rồi chai này thì 15 ml mà nó còn nhiêu đây là cũng còn ít á. Cỡ khoảng chắc cỡ khoảng 5 ml 6 ml gì đó. Cái này em bán cho mình với giá là 220 luôn. Mã số là B24. Xứng đáng nha. Xài một giọt là xứng đáng giọt, chai này rất là thơm, rất là xịn. B24. Giá là 220. Chanel N5N19 đó thì nó nhẹ hơn. Coco này nó nặng hơn. Coco mình có hai loại nữa đó anh chị. Coco mà cái nhãn đen, rồi có coco mà cái nhãn trắng nữa. Cái này mà các chị không có mua thì em để dành cho mẹ em xài luôn tại vì cái mùi nó thơm lắm. Rồi tiếp theo là em có một cái chai này là của Christian Dior luôn, Sauvage, đọc quá trời đọc, Made in France ha. Chai này 10 ml dạng chấm chiết, nhưng mà cái này thì nó nhẹ nhàng tình cảm hơn nè.
nó sẽ không có đậm, tại vì cái màu nước hoa là mình thấy nó không đậm rồi, không đậm bằng cái chai kia rồi. Chai này thì để coi mùi hương nó là hương gì, nó hương hoa nhẹ nhàng lắm. Ừ, cái này các chị mình 39-40 là mình xài được rồi, nó không đậm quá đâu anh chị. Đó, dạng chấm nha, cái này 10 ml hả, nãy đọc mấy ml quên rồi, 10 ml dạng chấm anh chị, của Christian Dior. Cái này em bán cho mình với giá là 200 ngàn, mã số B25, B25 giá 200. Rồi năm mấy rồi, B25 giá 200. Tiếp tục, chai này là của Chanel nào, 19 mini, mini nhỏ xíu xíu luôn. Chai này em bán cho mình xài thử nha, chai này nhỏ xíu à, 4 ml à. Đó, thường là khoảng 10 ml thì nó khoảng 300 mấy anh chị, này 4 ml em bán cho mình 100 thôi, xài thử lên chị nào, 19 nha, 100 ngàn chai này, mã số là B26, chai này rẻ nè. Thấy vậy chứ mình chấm lâu lắm, và nếu mà mình mục đích là để mình thử mùi thì này nó quá phù hợp. Chai bự thì giá nó cao, còn chai nhỏ thì giá nó rẻ, như vậy mình dễ mua thử nha. B26 giá 100. Chai Dior nhẫn. Dior này mất cái nắp chụp rồi, mà nhìn Dior này là mình cũng biết nó đậm đà lắm luôn rồi. Mùi đậm nha, mùi đậm giống như cái mùi của chai Coco vậy. Rồi, nhưng mà đều nó mất cái nắp chụp. Chai này 12 ml nhưng mà nó còn ít thôi, mình mua xài thử anh chị ha. Em bán cho mình cái này với giá 120. Chốt giùm em mã số là B27, giá 120. Em đang sắp về thêm nước hoa mini á. Full size á thì thường anh chị muốn mua tặng á thì mình hay mua cái chai bự. Chai bự muốn mua tặng á thì mua chai bự ha, còn mua để sử sử dụng thử thì mình mua mấy chai mini, mấy chai còn ít đâu vậy nè. B27 giá 120. Rồi tiếp theo, Christian Dior nữa nè anh chị ơi. ODT, cái dòng này cái chai lạ lắm. Chai nhỏ nha, chai này dạng chấm chiết. Để em coi. Cái mùi này giống như mùi hương hoa lan vậy đó anh chị. Một cái tông mùi đó rất là kiêu kỳ nha. Ui xinh, mùi này dễ thương quá. Này cỡ khoảng ba mấy tuổi, cỡ em mình xài được cái mùi này rồi đó anh chị. Cái mùi này nó không có phải là ngọt như là ngọt vani, nhưng mà vẫn có thông thoảng ngọt ngào ha. Cũng không có già, cỡ tuổi nào mình xài cũng được hết, trẻ trẻ cỡ 30 trở lên là mình đã xài được cái mùi này rồi. Mùi hương nó giống như là hoa lan hay là cái dạng mà nó thanh thanh vậy đó anh chị. Đó, chai này thơm lắm. Không biết mấy ml luôn nữa. Chai này chắc tới cỡ tầm 10 ml quá. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 250 nha. Cái mùi này thích lắm á. Lạ, cái mùi Dior mà như vậy là rất là lạ. Thơm quá. B28 giá 250. Cái mùi hương của nó không có bị khó chịu. Mình đi ngang người nào mà xài cái mùi hương này là mình thấy dễ thương rồi đó. B28 giá 250. Kiểu giới thiệu nước hoa anh chị thì nó sẽ theo cái cảm nhận cá nhân thôi. Còn nhiều khi em chụp hình á thì em mới chụp được cái tông hương người ta ghi hương đầu, hương giữa, hương cuối. Nhưng mà khi mà anh chị coi cái hương đầu, hương giữa, hương cuối đó, mình đâu có chuyên đâu, thì mình không biết được họ đang nói là cái mùi hương gì đâu, thiệt sự luôn. Bởi vậy cho nên là nước hoa đa phần là mình đã xài rồi cái mùi đó thì mình mới mới biết là mình thích hay không, mình mới mua thêm. Cho nên là anh chị mới mới hay săn mấy chai mini là vậy đó, để mình xài, lỡ mình không thích thì nó cũng mini, nó cũng rẻ thôi anh chị ha. Như ví dụ như em xà chấm thử cái chai Dior hồi nãy đó là thấy thích rồi đó, thì ví dụ như có gặp chai lớn là để dành xài đó, chai đó thích lắm. Cái chai hồi nãy anh chị mới vừa qua đó rất là thơm, thơm cái mùi nhẹ nhàng dễ thương nhưng mà không có ngọt quá. Chai này của gì, của Nina quá, đúng rồi, Nina Ricci nè, Nina Ricci. Nhưng mà cái chai nó hơi xấu anh chị, nước hoa thì còn nhiều á, nước hoa thì tính ra theo cái dung tích này nó còn nhiều á, 90% V nè. Eau de parfum thường thường á, là eau de thé nó sẽ là 80%, còn eau de parfum nó sẽ là 90%, và cái độ lưu hương, cái độ tỏa hương nữa thì nó sẽ nó nhiều hơn so với eau de thé. Nhưng mà eau de parfum mình ít gặp, mình hay gặp eau de thé thôi. Và kể cả cái eau de thé là cũng vừa xài rồi anh chị, em đọc thử thì người ta ghi là eau de thé là nó có khoảng 12 tiếng á,
lưu hương 12 tiếng thì mình thấy là cũng quá trời rồi, sáng mình xịt chút xíu đi làm là quá ok rồi đó anh chị ha. Còn eau de parfum thì nó lâu hơn, nhưng mà cũng tùy nữa, tùy loại, tùy hãng, có tùy cái độ mới nữa anh chị. Rồi chai này thì nó còn nhiêu đây, không thấy ghi đây, 30 ml anh chị ơi, 30 ml mà nó còn gần cỡ khoảng mười mấy ml á. Nhưng mà điều cái chai nó hơi xấu nha, em bán nước hoa này hồi nãy chị nào có mua mấy cái chai nhỏ nhỏ để chiết rồi đó, thì mình xài hết cái kia đi rồi mình chiết cái này qua, tại chai này hơi xấu. Cái này em bán cho mình với giá là 180, mã số của nó sẽ là B29, 180 ngàn, mã B29 nè. Chắc là mắt kính không kịp quá anh chị, để mắt kính em quay tiếp cái video tiếp nha. Bữa nay là không có gói hàng buổi tối cho nên là em sẽ lên video liên tục cho anh chị nha. Rồi, mã số B29 với 180. Đây, còn chai này là cái bán cái chai nha, nước hoa bên trong em thấy nó hơi đục đục rồi. Của Chanel á. Chanel này là Chanel mấy trời? N19 nè. Đúng rồi. Trời ơi, cái bơm xịt xịn lắm. N19 nha. Thật ra thì em thấy nó còn quá trời thơm luôn nè, thơm phương phức luôn. Nhưng mà về cảm quan em thấy nó hơi đục đục, cho nên em bán cái chai mình lau chùi sạch sẽ nha, để khi gửi cho anh chị thì em lấy cồn đồ này kia em lau cho nó sạch để mình lấy cái chai này mình xài ha. Em bán chai này với giá là 70 ngàn, nước hoa còn xài được 70, xịt ra thử thấy thơm phức nè. 70 ngàn, mã số là B30. Rồi mà mắt kính thì đợi video sau nha anh chị, em ốp cái video này xuống rồi cái xong em sẽ quay tiếp mắt kính cho anh chị ha. Mã B30 giá là 70. Rồi em còn một cái cây son nữa anh chị, sót cây son này, cây son mini của YSL nha. Cây này thì có tem Nhật á, màu này là màu hồng baby nhỏ xinh á. Cái này mình có thể mua cho con gái mình xài cũng được, hoặc chị nào mình có thể thích thì mình thấy xài này luôn cũng được, không sao chứ, tùy thôi, mình thích nào mình xài đó anh chị ha. Cái này thì có chạm đầu rồi, nó là size mini nhưng mà có chạm đầu rồi ha, không mới ken ha, nhưng mà nó cũng còn rất là nhiều. Rồi em bán cây YSL này cho mình với giá 190 ngàn, 190 nha, size mini nha anh chị, 190, mã số là B31, giá là 190 ngàn cho cái son này. B31 giá là 190. Rồi để coi còn gì mỹ phẩm gì không, hết mỹ phẩm rồi. Rồi em sẽ kết thúc video này ở đây đi anh chị ha. Mắt kính hẹn anh chị vào video tiếp theo nha. Tí xíu nữa em có quay thêm mắt kính nha, tại video này nó cũng hơi dài rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.